Here we go. Ok, thì hôm nay mình sẽ cho mọi người xem nguyên một dàn ớt luôn. Rất là nhiều luôn. Rất thích trời luôn. Ớt chín quá trời luôn nè mọi người ơi. Chèo đất luôn. Bây giờ thì mình đang đi hai ớt. Qua ông ba mình hai ớt nha. Chua chua quá trời ớt luôn. Đây ớt của ba mình đây. Đám bạn của mình không té bây giờ tăng răng tăng hai người đi xem nha. Giờ đi hết rồi à, ông chồng đi hai ớt đó. Ai nhà hai ớt đi đó. Rồi nắng ớt đi ngược luôn. Lớn đụng ớt xanh đụng cho nó gãy ra được. Chồng mình đi hai ớt. Con đi chợ mà con biết mua gì hết. Con mua lần, con sáng đi má kêu mua lần sợ quá ấy. Mua lần như có mực cơm á, có mực cơm ngon kìa, con mua 3 lạng mực cơm nữa. Mực cơm nấu chua má. Anh ớt nó rụng hay sao hay anh làm rớt nè. Má ớt hư gì người ta không mua này sao lượm bán má. Đây con hẳn bầu con vừa ớt cơm 3.000 ký vậy hái bán chứ tự nhiên chín rụng quá trời. Hái nhanh lên, quen tay rồi là hái nhanh lên nha. Hái mà gậy ớt là bây giờ hái cho sạch nha. Còn hái là cần phải xây qua xeo nữa. Và một lần đi là 2 mét.
hái luôn cành luôn rồi. Bắt hình đó nha, nắm sát cái cuốn ớt ấy, trồng đi ngược lên, hái gì trồng nó ăn sạch như vậy. Trồng nắm sát cái cuốn ớt này. Trời ơi này. Có tí tẹo rồi, muốn